Chào tất cả quý vị, hôm nay Bi Audio Sài Gòn sẽ tiếp nhạc cho quý vị cái con Omly Ayua đến từ hãng Cambridge Audio, model là Ayua 640A nha quý vị. Đây, con Omly này là màu bạc. Cambridge Audio là một thương hiệu đến từ Anh. Nó đánh hai cặp loa nha quý vị. Công suất tiêu thụ của nó lớn lắm, công suất tiêu thụ nó lên tới 700W. Còn công suất ra loa là đối với loa 4 ôm là 200W cho hai kênh, là mỗi loa là 100W đó quý vị. Cái mặt rất là ok, cái mặt rất là đẹp nha, chỉnh bass treble đầy đủ hết nè quý vị. Đây, màu đen của nó này, nó đánh loa có trở kháng, hỗ trợ trở kháng từ 4 tới 8 ôm nha quý vị. Nó chạy dòng tăng phô suýt. Trên cái lưng của nó thì đây, nó có 66 nha quý vị. Dòng này thì có hai nguồn điện 110 và 230, 115 và 230. Nó có cái phần chỉnh phía sau, chúng ta mở con ốc ra thì chúng ta chỉnh được, đổi được nguồn điện ha. Đây là cái tăng phô xuyến nè quý vị, và trên cái tăng phô xuyến thì nó cũng có cái chữ Cambridge Audio luôn nha, có cái logo của nó luôn quý vị. Tăng phô xuyến lớn quý vị. Dòng âm ly của châu Âu, Cambridge hay là Audio Lab thì nó thiết kế mỏng chứ không phải là dày giống như những cái dòng âm ly Nhật quý vị ạ. Vì thấy cái đặc điểm của cái dòng âm ly châu Âu là như thế. Ở bên hông thì nó có ba cái đường như vậy nha quý vị. Đây, nguồn điện của nó nè quý vị. Nguồn điện là 115 và 230. Cái này thì nó đang để 115 nè. Và mức giá con này Bi bán là 8 triệu đồng nha quý vị. Dòng này cũng có đập rề được luôn. Quý vị muốn biến nó thành một cái rè, quý vị thấy cái chữ của nó viết ngược không, nó viết ngược lại. Rồi bây giờ Bi tiếp nhạc nha quý vị. Và trước khi tiếp nhạc thì Bi giới thiệu cho quý vị cái USB với dung lượng 128GB, mình bán 800.000, chép nhạc sẵn nha quý vị, nhạc lót lét chất lượng cao. Và ổ cứng thì 1.000GB, Bi bán 2 triệu đồng. Một cái USB như vậy thì quý vị Bi chép được gần 2.000 bài nhạc cũng rất là nhiều rồi, ổ cứng thì nó nhiều hơn, nên là quý vị nghe vừa không nghe nhạc ngoại thì nghe USB cũng đủ quý vị, rất là nhiều. Và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng nghe một bản nhạc của Bi test cái âm ly Cambridge Audio, một thương hiệu nổi tiếng đến từ nước Anh. Và quý vị nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông để quý vị khỏi bỏ lỡ những cái video mà mình đăng lên nha quý vị. Nói chung là con Omly này mặt rất là đẹp luôn. Bên hông nó cũng như vậy, nó có cái ba cái đường sạch như vậy ha. Còn trên nắp lưng là đây. Nó ở một cái phần bên đây nha quý vị. Nói chung là ruột gan còn rất là ok, mức giá 8 triệu đồng. Và quý vị nhớ alo cho mình qua số điện thoại 0907 386 304.
giấc, nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lè, đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Tình cờ gặp nhau.